Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hội nghị tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu của 9 luật và 10 nghị quyết. Hội nghị cũng nghe hai báo cáo quan trọng gồm báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm chủ yếu trong việc triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 báo cáo của chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Hội nghị cũng nghe một số báo cáo tham luận về công tác chuẩn bị giám sát và một số nội dung thuộc trách nhiệm các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành liên quan trong việc triển khai các luật, nghị quyết. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị lần này nhằm thực hiện kết luận của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất, thực hiện cho được chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, về gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật đảm bảo cho hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng nghiêm minh về nhiệm vụ thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định trong luật nghị quyết kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh phân công cơ quan của quốc hội xem xét cho ý kiến thẩm tra kỹ lưỡng đối với báo cáo của chính phủ các cơ quan về việc thực hiện yêu cầu trong luật nghị quyết báo cáo quốc hội xem xét thảo luận trong trường hợp cần thiết đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ bám sát những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp bất thường thứ năm được nêu cụ thể trong báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội sớm ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật nghị quyết tiếp tục ban hành các kế hoạch triển khai thi hành luật nghị quyết của quốc hội bố trí nguồn lực chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính quyền địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động ra soát nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thi hành pháp luật, đề nghị chính phủ tập trung chỉ đạo ra soát, xử lý các vướng mắc bất cập về thủ tục hành chính. Trên cơ sở thành công của hội nghị lần thứ nhất và hội nghị lần thứ hai này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa nhằm sớm đưa các quyết sách của quốc hội vào cuộc sống